Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng của nông dân. Nhiều vườn cây bị phá hoại không chỉ gây thiệt hại cho nông dân trong vụ mùa sầu riêng năm nay, mà các trường hợp bẻ cành, chặt gốc còn gây thiệt hại lâu dài cho chủ vườn. Và tỉnh Đắk Lắk cũng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch sầu riêng năm 2024. Việc xảy ra tình trạng phá hoại vườn cây sầu riêng vừa gây thiệt hại vừa gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã có 2 hộ dân vừa bị kẻ gian phá hoại khoảng 74 cây sầu riêng. Không chỉ bị cắt rụng quả, nhiều cây sầu riêng của 2 hộ gia đình còn bị kẻ gian chặt đứt rời cây, đẽo vỏ xung quanh gốc và chặt trái, làm đứt gãy cành cây. Tổng thiệt hại là hơn 1,3 tấn. Trước đó, ngày 15 tháng 7, một hộ nông dân trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ cũng bị kẻ gian phá hoại vườn cây sầu riêng gần đến ngày thu hoạch. Qua kiểm đếm, có 17 cây sầu riêng bị kẻ gian phá hoại, ước tính thiệt hại là gần 6 tạ sầu riêng. Vào tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra 3 vụ phá hoại sầu riêng tại các hộ dân ở huyện Cư Uyên và hộ Cờ Long Park. Điều đáng nói, những ngày này, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa liên tục trong nhiều ngày, lợi dụng trời mưa, dãy xa khu dân cư, kẻ gian ra tay phá hoại các vườn cây. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2024, Philippines đã nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo và nước này có thể sẽ nhập một lượng gạo tương tự trong nửa cuối năm. Vì thế mà doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để xuất khẩu sạ gạo sang Philippines trong thời gian tới. Theo số liệu của Cục Cây trồng Bộ Nông nghiệp Philippines, trong 6 tháng đầu năm 2024, Philippines nhập khẩu 1,72 triệu tấn gạo từ Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương trích dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines với dự báo rằng nhập khẩu gạo của Philippines năm 2024 có thể đạt tới 4,5 triệu tấn. Liên quan đến thị trường Philippines, trong báo cáo mới nhất, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đã trích dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA với dự báo là sản xuất lúa gạo trong nước của Philippines sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa. Vì thế mà nước này có thể nhập khẩu 4,7 triệu tấn gạo trong niên khóa 2024-2025 và đây cũng sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thưa quý vị, mặc dù là một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất thế giới, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước nhập khẩu mặt hàng này nhiều nhất, trung bình từ 20 đến 22 triệu tấn ngô nguyên liệu mỗi năm. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi ra 1,22 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu ngô. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 4,85 triệu tấn, trị giá gần 1,22 tỷ đô la Mỹ. Giá trung bình 250,6 đô la Mỹ một tấn, tăng 30,6% về lượng nhưng giảm 1,6% về kim ngạch và giảm 24,7% về giá so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó riêng tháng 6 năm 2024, nhập khẩu ngô đạt 654.232 tấn, tương đương 158,58 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 242,4 đô la Mỹ một tấn, giảm 13,3% về lượng, giảm 14,8% về kim ngạch và giá giảm 1,7% so với tháng 5 năm 2024. So với tháng 6 năm 2023 thì tăng 29,4% về lượng, tăng 2,1% về kim ngạch nhưng giảm 21,1% về giá. Theo Statista, Việt Nam thuộc một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới, nhưng đồng thời cũng nằm trong nhóm các quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới, đứng sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập. Thưa quý vị, tỉnh Phú Yên đang vào mùa khai thác mù cao su. Và nếu như các năm trước, như năm 2023, giá mù cao su tươi chỉ bán được với giá là 270.000 đến 280 đồng một độ mủ, tương đương với 8 cho đến 10 triệu đồng một tấn, thì hiện tại các đại lý công ty kinh doanh cao su đang thu mua với giá là 380 đến 390 đồng trên một độ mủ, tương đương với 12 triệu đồng mỗi tấn. Thời tiết nắng ráo, giá mù cao su cũng tăng cao và việc khai thác thuận lợi, người trồng cao su đang rất phấn khởi. Hiện nay, giá mủ cao su đang tăng trở lại với mủ tươi là 380 đến 390 đồng trên độ cao hơn thời điểm năm 2023, gần gấp đôi. Việc khai thác thuận lợi, người trồng cao su tại các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên rất phấn khởi. Hiện tại, toàn huyện Sông Hinh có 3.750 ha và cây cao su là cây chủ lực của địa phương. Đến năm 2030, toàn huyện phấn đấu đạt diện tích là 4.500 ha. Để ổn định nguồn cung và giá mù cao su, địa phương đã khuyến cáo người dân không nên vội vàng chặt bỏ cây cao su, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các xã cần có biện pháp vận động và định hướng cho người dân. Thưa quý vị, trong thời gian qua, ngành chế biến thủy sản tăng trưởng chủ yếu dựa vào quy mô và xuất khẩu sản phẩm thô.
Nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung đầu tư mở rộng nhà máy chế biến và chủ yếu xuất khẩu theo dạng nguyên liệu hoặc nguyên con hoặc là finlet. Và chính vì vậy mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã khuyến khích doanh nghiệp thay vì tập trung vào xuất khẩu thô, các doanh nghiệp thủy sản cần đầu tư nhà máy sản xuất chế biến sâu và nâng cao giá trị để vượt khó. Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ rõ vai trò thiết yếu của chế biến sâu trong thủy sản. Cụ thể, mục tiêu của đề án đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản chế biến phải đạt 6% một năm, còn tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến giá trị gia tăng đạt trung bình trên 40%. Qua đó nâng cao giá trị chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa đạt 40.000 đến 45.000 tỷ đồng, góp phần vào giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chiến lược gia tăng giá trị thủy sản bằng cách chế biến sâu cũng gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp về câu chuyện vốn đầu tư, chi phí vận hành, đào tạo nhân lực tay nghề cao. Vì thế, hiện nay phân khúc này chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp vốn nhỏ có nhiều khó khăn để thực hiện. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 đến nay, giá tôm thương phẩm trên thị trường phía Nam liên tục lao dốc và hiện giảm 30% so với đầu năm. Song song đó, thời tiết nuôi tôm không thuận lợi khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại một số vùng nuôi tôm tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Toàn bộ tôm trong 23 ao nuôi này đã xuống giống được hơn một tháng, với giá tôm hiện chỉ dao động từ 110 đến 120.000 đồng một kg, loại 30 con một kg và tiếp tục có xu hướng giảm khiến chủ ao đứng ngồi không yên. Thì cái giá tôm rất thấp, thiệt hại cho người nuôi. Nếu nuôi mà thành công, đa số là chỉ vừa đủ về vốn thôi. Mà nếu mà kéo dài thì có thể là cái người nuôi hơi điêu đứng, là có thể người ta sẽ giảm cái sức nuôi xuống, không dám nuôi nhiều. Hơn một tháng nữa, hai farm tôm của hợp tác xã này đến kỳ xuất bán với sản lượng từ 20 đến 30 tấn, với giá tôm hiện tại đang bằng với giá thành sản xuất. Nếu tiếp tục giảm, nguy cơ thua lỗ của người nuôi là rất cao. Giá tôm hiện nay đang biến động rất lớn, biến động giảm. Hiện nay thì giảm 1 kg tôm thì nó giảm khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng trên một ký. Tới lứa thì phải bán thôi, thật sự ra mình để lâu không được. Để lâu thì cái chi phí nó tăng lên, thì cái giá thành của mình làm trong một vụ thì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái phần doanh thu lợi nhuận. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 2.900 hecta tôm, tổng sản lượng tôm nuôi 6 tháng đầu năm đạt 4.100 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm gần 80%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do đang chính vụ thu hoạch trên cả nước nên nguồn cung vượt cầu. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu khó khăn, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm giảm, thu mua khiến giá tôm giảm mạnh. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát thị trường, tránh thu hoạch ồ ạt, có thể xem xét nếu đảm bảo các yếu tố về môi trường, dịch bệnh, thực hiện thu tỉa dần từng đợt, số lượng tôm còn lại trong ao nuôi có môi trường thuận lợi tăng trưởng nhanh hơn, góp phần tăng kích cỡ khi thu hoạch để tăng giá bán, nâng cao hiệu quả nuôi.